sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. U20 Argentina lên kế hoạch đá giao hữu với U20 Việt Nam. Nhìn lại thành tích của Hải Phòng sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2017. Bốc thăm chia bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày 15 tháng 2 trên Bóng đá TV và Thể thao TV. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về đội tuyển U20 quốc gia. Thưa quý vị, vào tháng 5 tới đây, đội tuyển U20 của chúng ta sẽ bước vào vòng chung kết U20 Thế giới diễn ra ở Hàn Quốc. Và trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này, rất có thể đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với một đội bóng lớn của thế giới. Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF cho hay, hiện tại, bộ phận chuyên môn của VFF đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá Argentina nhằm xúc tiến một trận giao hữu giữa đội tuyển U20 Argentina với đội tuyển U20 Việt Nam. Đây sẽ là một trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U20 FIFA World Cup 2017 của đội tuyển U20 Việt Nam. Cũng theo VFF, kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán này sẽ có sau khoảng 10 ngày nữa. Ba tuyển thủ U20 quốc gia gồm có hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Hồ Minh Dĩ và trung vệ Hồ Tấn Tài vừa được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gọi bổ sung vào đội tuyển U18 Việt Nam. Ba cầu thủ này sẽ thay thế cho các cầu thủ vừa bị loại khỏi danh sách của đội tuyển U18 quốc gia trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2017 để chuẩn bị tham dự giải bóng đá trẻ quốc tế ASEAN Côn Minh 2017. Cũng trong buổi chiều nay, đội tuyển U18 Việt Nam đã có cuộc tổng duyệt lần cuối bằng trận đấu tập với U21 Hà Nội. Ở trận giao hữu này, U18 Việt Nam đã để thua 1-2 trước U21 Hà Nội. Vào 17 giờ ngày mai, U18 Việt Nam sẽ bay sang Trung Quốc và tham dự giải đấu tại đây từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 2. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa được cập nhật, Liên đoàn Bóng đá Singapore đã bổ nhiệm huấn luyện viên người Pháp Richard Tardy dẫn dắt đội U22 hướng tới SEA Games 29. Trước đó, ông Richard Tardy từng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Young Lions ở giải vô địch quốc gia Singapore. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin của bóng đá Việt Nam ở cấp câu lạc bộ. Vào cuối tuần này thì xổ số Kiến thiết Cần Thơ sẽ đón tiếp câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn trên sân nhà với quyết tâm rất lớn sau những kết quả không như ý trong thời gian gần đây. Và ít ra thì vì mặt lực lượng, họ sẽ chào đón sự trở lại của thủ thành Bùi Ngọc. Trước đó ở vòng 3 V-League 2017, trong một pha tranh chấp bóng bổng, Bùi Ngọc đã bị chấn thương vai và không thể tiếp tục sát cánh cùng xổ số Kiến thiết Cần Thơ. Tuy nhiên, thông tin phát ra từ đội bóng Tây Đô cho biết, chấn thương của Bùi Ngọc đã bình phục 90% và hoàn toàn có thể ra sân vào cuối tuần này. Tuy nhiên, ở các vị trí khác thì tiền vệ Trung Anh và hậu vệ Tấn Đạt chưa chắc sẽ có mặt bởi đang gặp những vấn đề về dây chằng. Đứng cuối bảng xếp hạng mà vẫn chưa có bất cứ một chiến thắng nào, xổ số Kiến thiết Cần Thơ chắc chắn là đội bóng đang chịu những áp lực lớn nhất tại V-League ở thời điểm hiện tại. Theo thông tin từ lãnh đạo câu lạc bộ, thì ở vòng 6 gặp câu lạc bộ Bóng đá Sài Gòn tới đây, nếu xổ số Kiến thiết Cần Thơ không giành được điểm thì đội sẽ có những cải tổ mạnh mẽ và không loại trừ việc thay đổi huấn luyện viên. Chiến thắng 1-0 của FLC Thanh Hóa trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5 V-League 2017 vừa qua đã trở nên không trọn vẹn khi mới đây ban kỷ luật VFF quyết định treo giò 2 trận đối với tiền vệ Quốc Phương. Lý do được đưa ra là Quốc Phương đã phạm lỗi nghiêm trọng với Âu Văn Hoàn của Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp 2 trận đấu này. Như vậy, Quốc Phương sẽ không thể ra sân trong trận làm khách trước SHB Đà Nẵng và Quảng Nam ở vòng 6 và vòng 7. Trong khi đó, tại Gò Đậu, đón tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, BKB Bình Dương sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Trung Tín do cầu thủ này vẫn đang trong giai đoạn thực hiện án treo giò 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp FLC Thanh Hóa tại vòng 4. Dù vậy, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với đội bóng đất thủ vì trong đội hình của họ vẫn còn nhiều cầu thủ có thể thay thế Trung Tín. Ở mùa giải năm nay, Hải Phòng đang xếp vị trí thứ 4 sau 5 vòng đấu với 9 điểm. Đó là kết quả không tệ một chút nào nếu nhìn vào lực lượng của đội bóng này. Tuy nhiên, so với chính mình trong cùng thời điểm ở mùa bóng 2016, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng giành được một kết quả không tốt bằng từ điểm số cho tới những chỉ số khác. Theo đó, qua 5 trận đầu mùa, họ thắng 3 và thua 2, giành được 9 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, cũng tại thời điểm này mùa trước thì họ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với chuỗi 5 trận toàn thắng. Số bàn thắng và bàn thua cũng cho thấy sự khác biệt khá lớn. Trong 5 trận đầu mùa giải 2016, Hải Phòng chỉ để thủng lưới đúng 2 bàn với sự có mặt của bộ đôi trung vệ Ngọc Thịnh và Lê Văn Phú. Tuy nhiên, sau khi Ngọc Thịnh gặp chấn thương nặng, hàng phòng ngự của Hải Phòng cũng mất đi sự chắc chắn. Trong mùa này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn loay hoay tìm đối tác cùng Lê Văn Phú trên cặp trung vệ. Ba cầu thủ là Hoài Xuân, Xuân Anh và Văn Lợi đã lần lượt được sử dụng. Trong đó, trung vệ Xuân Anh được ra sân 3 lần, hai tân binh Trịnh Văn Lợi và Diệp Hoài Xuân mỗi cầu thủ được sử dụng 1 lần. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì những thử nghiệm này vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn khi Hải Phòng đã để thua đến 5 bàn sau 5 trận.
Bên cạnh hàng phòng ngự gặp nhiều vấn đề thì sự sa sút của một đôi tiền đạo Fagan và Stevens cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Tại mùa giải 2016, chỉ trong 5 trận đấu đầu tiên, cặp đôi này đã cùng nhau ghi đến 7 bàn thắng, góp công lớn vào chuỗi thành tích toàn thắng của đội chủ sân Lạch Tray. Thế nhưng tại mùa này, vẫn là Fagan và Stevens chơi cao nhất trên hàng công, nhưng sau 5 vòng, cả hai mới chỉ có được 3 bàn thắng. Ngoài ra, sự sa sút của các cầu thủ nội như Đình Bảo, Văn Thắng hay Xuân Hùng trong mùa này cũng là một trong những yếu tố khiến Hải Phòng không còn là chính mình so với mùa giải năm ngoái. Những thông số mà chúng tôi liệt kê ở trên cho thấy rằng Hải Phòng gặp nhiều vấn đề ở mọi tuyến. Mùa giải 2016 thì nhiều người đã gọi vui Hải Phòng giống như hiện tượng Leicester City ở giải bóng đá ngoại hạng Anh. Và đã là hiện tượng thì sẽ không thể duy trì sự ổn định lâu dài. Thực tế đã chứng minh như vậy. Vấn đề đã được nhìn ra quá con số. Còn ban huấn luyện của đội bóng đất cảng cũng như những người trong cuộc thì họ nhìn nhận ra sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mùa giải trước thì hầu như khi các đội mà khác cũng chưa chú ý nhiều đến phòng chúng tôi cũng như là Steven và Fagan thì các bạn ấy cũng coi như là thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà năm nay thì hầu như đội bóng nào cũng khi mà thi đấu với Hải Phòng cũng đây đều biết được cái nguy hiểm và cái ăn ý của Steven và Fagan nên họ phong tỏa cả. Rất là tốt. Tôi không nghĩ tôi và Steven mùa này thiếu đi sự ăn ý vì chúng tôi đã thi đấu cùng nhau khá lâu để có sự tương tác trên sân. Nhưng cả hai sẽ cần phải thay đổi phong cách chơi. Cá nhân tôi còn có thể đá tốt hơn vì thực tế tôi chưa có được phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tùy từng đối thủ, tùy từng đội bóng thì tôi sẽ sử dụng cặp trung vệ. Đấy, vì nếu mà trung vệ, nếu mà cặp trung vệ đội nào mà sử dụng mà là cặp trung tiền đạo ngoại cũng như sử dụng bóng dài bóng bổng nhiều thì tôi sẽ phải chọn trung vệ to cao, còn những đối thủ mà họ có những tiền đạo nhanh nhẹn thì tôi sẽ phải có những trung vệ phải nhanh nhẹn. Đấy thì cái đấy tôi sẽ phải luân phiên để sử dụng, tại vì cái chặng đường nó rất là dài, đặc biệt là đội trưởng Lê Văn Phú thì năm nay cũng đã lớn tuổi rồi và cái tốc độ cũng hạn chế. Tôi nghĩ là cái thị trường này thì tôi cũng đội Hải Phòng tôi cũng sẽ không bổ sung, tại vì chúng tôi còn 8 cầu thủ chưa được đăng ký. Những cầu thủ đấy cũng rất là có tiềm năng và cũng là có hiểu được cái cách chơi của đội bóng Hải Phòng rồi, nên chúng tôi nghĩ là trong khi thị trường chuyển nhượng mở cửa lại thì chúng tôi cũng Hải Phòng chúng tôi cũng sẽ không phải chuyển nhượng, không phải đăng ký rồi chuyển nhượng, tôi sẽ thay đổi những cái con người mà chưa được đăng ký ở cái giai đoạn 1. Và lúc 17 giờ ngày mai 16 tháng 2, Hải Phòng sẽ bước vào màn so tài rất đáng chờ đợi với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Dù có lợi thế sân nhà nhưng đây chắc chắn sẽ là một trận đấu không hề đơn giản cho đội bóng thành phố Cảng, nhất là khi họ chỉ thắng được một trong tổng số 8 trận gặp nhau gần nhất. Trận hòa trước SHB Đà Nẵng tại vòng 5 đã khiến cho Hà Nội FC mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Lúc này họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 4 là câu lạc bộ Hải Phòng 1 điểm. Đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ đang được 9 điểm và xếp vị trí thứ 4 sau chiến thắng 2-0 trước Long An tại vòng 5. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu khá tốt tại Lạch Tray. Kể từ năm 2015, họ mới chỉ để thua 3 trận trong tổng số 28 trận thi đấu trên sân nhà, chiếm tỷ lệ 10,7%. Trong 25 trận còn lại, Hải Phòng giành phần thắng 18 và để hòa 8 trận. Phong độ của Hải Phòng trong những trận đấu gần đây đã được khôi phục trở lại. Niềm tin đã trở lại với quy đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và cái phong cách chơi bóng đơn giản của họ vẫn sẽ là một trong những cái cách để có thể đạt được những cái kết quả tốt ở giải vô địch quốc gia của chúng ta. Đây là trận đấu mà người ta chờ đợi màn so tài giữa trung vệ Lê Văn Phú và tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Hải. Văn Phú là một trong những cầu thủ quan trọng của Hải Phòng trong suốt 5 mùa giải vừa qua. Trong 74 trận đấu cho Hải Phòng, cầu thủ nhập tịch này ghi được 1 bàn thắng và mới chỉ phải nhận 12 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Quang Hải là hiện tượng của Hà Nội FC mùa giải năm nay. Anh cùng với Samson là hai người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội với 4 pha lập công. Trong 8 trận đối đầu gần đây tại Lạch Tray, Hà Nội FC đang là đội có thành tích tốt hơn khi giành phần thắng tới 6 để hòa 1 trận. Hải Phòng chỉ giành phần thắng 1 trận duy nhất. Trận thắng này diễn ra ở mùa giải năm ngoái. Hai pha lập công của Nguyễn Đình Bảo và Lê Xuân Hùng đã giúp cho Hải Phòng ngược dòng giành phần thắng 2-1 trước đối thủ. Dù trên sân nhà nhưng cái phong cách chơi bóng đơn giản của Hải Phòng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định vì Hà Nội dù sao đi nữa cũng là một đội bóng có chiều sâu, có phong cách chơi tương đối đa dạng và những cái cách đá bóng có thể nói là có đầu óc của cầu thủ Hà Nội, nó sẽ là một cái trở ngại rất lớn cho Hải Phòng có được thêm một chiến thắng nữa. Và theo quan điểm của tôi thì đây sẽ là một trận đấu nhiều nhất là một trận hòa cho Hải Phòng. Cũng liên quan tới V-League thì ở mùa giải năm nay lượng khán giả đến sân
cho thấy ít hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái. Tình trạng này xuất hiện ở sân Vinh và cả sân Thống Nhất nữa. Nguyên nhân vì sao thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của những người trong cuộc. Đây là hình ảnh khán đài sân vận động Thống Nhất trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ngày 7 tháng 2. Còn đây là cảnh tượng khán đài sân Thống Nhất trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và câu lạc bộ BKM Bình Dương chỉ 4 ngày sau đó. Một sự đối lập phản ánh thực tế đáng buồn tại sân bóng cũng là thánh địa của bóng đá. Nhưng này, dù có đến 2